tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Theo dự kiến chương trình thì ngày 10 tháng 6 tới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Nguyễn Thanh Hải, trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ngày 11 tháng 6, Ủy ban Thường vụ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về công tác nhân sự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, cùng với việc bùng phát các dịch vụ cho vay tiền nhanh trực tuyến qua mạng, qua các ứng dụng trên điện thoại, thì tình trạng đòi nợ kiểu làm phiền, quấy rối người thân và thậm chí là cả những người không thân quen với người vay tiền mà không trả nợ cũng có chiều hướng ngày càng phức tạp. Không ít trường hợp người dân bỗng nhiên bị làm phiền, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và thậm chí là nhiều trường hợp bị ảnh hưởng về tâm lý, phải sống trong sự sợ hãi. Theo các luật sư, người không vay vốn có thể khởi kiện các đơn vị cho vay trực tuyến để được pháp luật bảo vệ. Đây là một nhân viên hành chính tại Hà Nội. Dù không vay tiền của dịch vụ cho vay trực tuyến On Credit, nhưng ngày nào anh cũng bị gọi điện làm phiền vì một khoản vay của một người nào đó tên Cường. Alo. Alo. Cho em hỏi là mình có phải người quen của anh Cường không? Anh không quen anh Cường, em ơi. Anh đã nói rồi. Bọn em phải cập nhật lại ở trên hệ thống cái này, còn nếu như mà không làm... Anh đã gọi lên hotline giúp em chưa? Cái vấn đề đó, nhưng mà bây giờ em đã gửi cho anh cái số hotline thì anh vui lòng anh cũng hỗ trợ lại để tránh làm số phiền hotline là số nào? Gọi lên giùm em. Số hotline 1900. Là số nào? Dạ 1900636527. Anh gọi lên trình bày những cái gì anh muốn giúp em, rồi sau đó mình bảo nhân viên xóa ra khỏi hồ sơ của anh Cường nha. Rồi. Và dù nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không quen anh Cường nào đó vay tiền, việc bị làm phiền vẫn không chấm dứt. Và chỉ đến khi anh cho biết đã ghi âm sẽ khởi kiện thì các cuộc gọi đòi tiền từ On Credit mới dừng lại. Dạ anh ơi, cho em hỏi mình có quen là Nguyễn Việt Cường không ạ? Anh không quen. Bên công ty em là bên On Credit ạ. On Credit à? Dạ. Bởi vì là anh không quen người nào như thế cả. Mà anh đã nói rất là nhiều rồi là anh không quen người này, đừng có gọi cho anh làm phiền. Ngày nào cũng gọi, có một cô ở trong nhóm của bọn em ấy, ngày nào cũng gọi rất là khiêu khích. Và anh nói là cái việc này anh đã khẳng định một lần là không quen. Các em lấy cái số điện thoại này ở đâu thì anh không biết. Thế nhưng mà em check lại vì anh không có confirm một khoản vay nào cho Nguyễn Việt Cường nào cả. Là một. Cái thứ hai là nếu như mà vẫn cứ tiếp tục quấy rối như thế này thì anh tất cả các cuộc điện thoại này anh đều ghi âm và anh sẽ khởi kiện ra tòa về chuyện quấy rối. Còn chị Trần Lan Anh thì không chỉ bị quấy rối, làm phiền. Sau khi liên tục khẳng định không liên quan đến người vay tiền, không trả nợ mà vẫn bị gọi điện, chị đã không nghe máy từ số điện thoại nhắc nợ nữa. Và bên cho vay đã gửi tin nhắn đe dọa chị chiếm dụng tài sản NHNN, một từ viết tắt thông dụng của ngân hàng nhà nước. Thời gian vừa qua thì tôi có nhận được một cuộc gọi nói rằng có tôi, người bạn của tôi ấy, không biết là có phải là vay tiền của họ thật hay không, nhưng mà tôi mấy ngày hôm nay liên tục tôi nhận được cái cuộc gọi của phía bên đòi nợ yêu cầu rằng tôi trả tiền thay và nhắc người bạn của tôi trả tiền. Thì tôi bảo là tôi không quen biết người bạn đấy và tôi không biết là anh ấy có vay tiền hay không. Thì sau những cuộc đấy tôi không nghe nữa thì phía họ đã nhắn nữa những cái thông tin là đe dọa tôi, là yêu cầu tôi phải trả nợ thay, nếu không thì sẽ trình báo công an, nó sẽ có công an về làm việc. Và còn nó quy tôi thành cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng nhà nước. Các luật sư cũng khẳng định, với các trường hợp không vay vốn mà vẫn bị đòi nợ kiểu quấy rối đe dọa này, người dân cần nhanh chóng ghi âm lại các cuộc điện thoại, chụp ảnh, lưu giữ các số điện thoại gọi đến, rồi trình báo với cơ quan an ninh, thậm chí khởi kiện ra tòa để được bảo vệ. Mặc dù là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề nhất do dịch Covid-19 gây ra, du lịch lại là ngành có khả năng khôi phục nhanh, góp phần thúc đẩy các ngành khác cùng khôi phục và phát triển.
Sáng nay, Vietnam Airlines phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020. Hai bên đã xây dựng sản phẩm tour ưu đãi giảm tối đa 40% giá vé khi đi theo nhóm tối thiểu là 6 người. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang quyết tâm phục hồi các hoạt động du lịch, trước mắt là du lịch nội địa, để từng bước đưa du lịch Việt Nam trở lại với nhịp độ tăng trưởng như 4 năm qua, nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Chúng tôi cũng đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp hiến kế để du lịch Việt Nam nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Du lịch bây giờ cũng lại phải có cái sự cộng tác của các doanh nghiệp với nhau để mà tạo lên một cái sản phẩm thực sự là an toàn, hấp dẫn cho các du khách. Thế thì hấp dẫn là cách nào? Hấp dẫn là các gói sản phẩm của chúng tôi làm du lịch thì du lịch đi thì có kết hợp với hàng không, mà hàng không thì không những Bamboo Airways làm cái sản phẩm của chúng tôi mà còn kết hợp với các doanh nghiệp làm du lịch khác, công ty du lịch khác hay là khu nghỉ dưỡng khác của các doanh nghiệp khác để tạo nên một cái hệ sinh thái gọi là tuần hoàn để làm sao mà tiện ích nhất cho khách hàng. Cách tiếp cận với du lịch nội địa, cơ hội của du lịch nội địa làm thế nào đó để có thể kết hợp được với các chính sách của chính phủ cùng với chính sách của các tỉnh thành và các cái chính sách của các doanh nghiệp. Và trong thời gian tới thì hội đồng tư vấn cùng với cả các cái đối tác trên toàn thế giới cũng như là các cái chuyên gia đang nghiên cứu để có thể gợi ý và tư vấn cho chính phủ về chính sách mở cửa lại ngành du lịch đối với cả những cái quốc tế, mở cửa biên giới với các nước an toàn. Một số các cái cơ chế chính sách làm sao tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp vượt qua được các cái khó khăn trong cái thời điểm mà Covid vừa qua. Đồng thời có những cái rà soát lại, có những cái vướng mắc hay là có những cái bất cập về cơ chế chính sách liên quan đến các bộ ngành khác thì chúng tôi cũng đã kịp thời tham mưu cho bộ để từ đó bộ có tham mưu và trình chính phủ xem xét để đưa vào các cái ba cái gói hỗ trợ đối với trong cái dịch Covid-19. Với rất nhiều chính sách sẽ được triển khai trong thời gian tới, việc kích cầu du lịch nội địa được kỳ vọng là sẽ giúp vực dậy ngành du lịch sau những thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 đã gây ra. Bộ Giao thông Vận tải tính toán nếu toàn bộ 8 đoạn dự án cao tốc Bắc Nam được chuyển từ kêu gọi đầu tư BOT sang đầu tư công sẽ tiết kiệm được hơn 19.200 tỷ đồng so với phương án kêu gọi đầu tư BOT. Bộ Giao thông Vận tải cho hay Chính phủ vừa có tờ trình Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, trong đó chuyển 8 đoạn kêu gọi đầu tư BOT sang đầu tư công. Dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận về đề xuất chuyển đổi 8 đoạn dự án cao tốc Bắc Nam từ đầu tư BOT sang đầu tư công tại kỳ họp cuối tháng 5 này. Nếu chuyển sang đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải tính toán, tổng mức đầu tư sẽ giảm từ 118.716 tỷ đồng theo phương án đầu tư BOT xuống còn khoảng 99.493 tỷ đồng nếu đầu tư công, tức tương ứng giảm khoảng 19.223 tỷ đồng. Điều này được lý giải do chuyển sang đầu tư công sẽ tiết kiệm được phần chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng so với đầu tư BOT, giảm chi phí dự phòng trượt giá do đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án đếm xe, xác định lưu lượng phương tiện trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch và ngược lại. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện đếm xe trong 7 ngày, từ ngày 14 tháng 5 đến 6 giờ ngày 21 tháng 5 và đếm xe 24/24 giờ trong ngày. Nguồn vốn thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 cho các công tác duy tu, duy trì. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu dùng máy đếm xe sử dụng ống hơi, mỗi vị trí đếm xe được đặt 2 ống, sử dụng hệ thống camera hiện do Trung tâm Điều khiển Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang quản lý. Vị trí đường vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Bixi và nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi. Việc đếm xe xác định lưu lượng phương tiện đường vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch và ngược lại để nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác phục vụ sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch gối cầu tại vị trí trụ T50 và trụ T91. Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị lắp đặt camera giám sát để kịp thời xử lý ùn tắc giao thông tại 12 điểm nóng trên địa bàn thủ đô. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết giai đoạn 2016-2020 đã phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương xử lý được 59 điểm ùn tắc giao thông.
Tuy nhiên lại phát sinh thêm 48 điểm ùn tắc mới do triển khai thi công các công trình trọng điểm, nên số điểm thường xuyên ùn tắc trên địa bàn thành phố hiện là 34 điểm. Các điểm cầu thường xuyên tắc nghẽn gồm Trương Dương, cầu Tó, khu vực điểm quay đầu Trung Văn, Tố Hữu, hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương, Láng Hạ, ngã tư Canh, dốc Vĩnh Hưng, điểm quay đầu 158 Phạm Văn Đồng, lối lên đường vành đai 3 trên cao trước cổng tòa nhà Thăng Long Number One. Các tuyến đường thường xuyên ùn tắc gồm đường gom từ đường Cổ Linh lên cầu Thanh Trì, đường Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, ngã tư Sở, đường Nguyễn Khoái đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến đường vành đai 1. Do đó, việc tăng cường giám sát bằng camera sẽ giúp lực lượng chức năng phát hiện sớm và phân luồng kịp thời. Thưa quý vị, tháng 1 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời quy mô công suất 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 điều chỉnh. Sau khi tiến hành đấu thầu, tỉnh Ninh Thuận đã chọn được Trung Nam Group là nhà đầu tư phát triển dự án. Chiều tối qua, Tập đoàn Trung Nam đã tổ chức phát động chiến dịch thi đua 102 ngày đêm hoàn thành dự án này với mục tiêu hòa lưới hơn 3.000 MW tại Trà Vinh, Gia Lai, Đắk Lắk và Ninh Thuận trong vòng 3 năm tới. Dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, quy mô thực hiện gồm nhà máy điện mặt trời 450 MW kết hợp với trạm biến áp 220/500 kV và hơn 17 km đường dây truyền tải 500 kV, 222 kV kéo dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây được đánh giá là một dự án cấp thiết trong chiến lược phục vụ phát triển hệ thống truyền tải điện của tỉnh nhà Ninh Thuận nói riêng, khu vực duyên hải miền Trung nói chung. Một khi chúng ta đã phát động cái chiến dịch này, có nghĩa là một cái dự án có 102. Thứ nhất là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam cho đến hiện tại, đó là 450 MW trên một vùng dự án. Cái nhất thứ hai đó là lần đầu tiên là thực hiện hóa cái nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã cho phép, chính phủ cho phép là một doanh nghiệp tư nhân làm đầu tư đường dây 500 kV và trạm biến áp 500 kV. Những thủ tục triển khai thi công trên hiện trường, thủ tục về cái đền bù giải phóng mặt bằng, đây là một khối lượng khổng lồ. Nhưng trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân tỉnh cùng với các sở ngành đã sát cánh cùng với nhà đầu tư triển khai bắt các cái bước chuẩn bị theo cái quy định của pháp luật để sớm là triển khai đưa tiến độ các cái dự án này vào cái hoạt động. Dự án là có cái vai trò quyết định là trong cái việc là từng bước là xây dựng đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm tái tạo năng lượng tái tạo của cả nước. Theo đại diện chủ đầu tư, ngoài việc khai thác hơn 1 tỷ kW điện từ nguồn năng lượng tái tạo, dự án sẽ góp phần quan trọng khi giải tỏa công suất lưới điện cho khu vực Ninh Thuận và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Dự kiến nhà máy này sẽ hoàn thành và kết nối với hệ thống lưới điện quốc gia trong tháng 9 2020. Chiều nay, tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết hoạt động Nghệ An làm theo Bác dặn năm 2019-2020. Những năm qua, nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã và đang được tỉnh Nghệ An triển khai tích cực có hiệu quả. Việc học tập và làm theo Bác được thông qua nhiều hoạt động cụ thể đã tạo hiệu ứng xã hội và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình điển hình, cách làm sáng tạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Toàn tỉnh Nghệ An đã có gần 5.400 mô hình điển hình được tuyên dương cấp huyện và tương đương, 501 mô hình điển hình giới thiệu tuyên dương cấp tỉnh và 3 mô hình điển hình đã được tuyên dương cấp trung ương. Dịp này, Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng 16 tập thể và 14 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.